Cuối cùng thì Rose Blackpink có phải là đại sứ toàn cầu của Saint Laurent hay chỉ là một sự hiểu lầm? Trong khi ai cũng đinh ninh Rose chính là đại sứ thương hiệu toàn cầu của nhà mốt Saint Laurent, thì netizen lại cho rằng Rose chưa chính thức trở thành đại sứ toàn cầu Saint Laurent mà chỉ là một người mẫu của một chiến dịch. Sau khi Jisoo trở thành gương mặt đại diện toàn cầu cho nhà mốt Dior, thì cộng đồng Blink cũng vô cùng tự hào khi cả 4 thành viên Blackpink đều là nàng thơ của một nhãn hàng đình đám nào đó. Bởi từ nhiều tháng qua, ai cũng đinh ninh rằng Rose chính là đại sứ thương hiệu toàn cầu cho cả mảng thời trang lẫn làn đẹp của Saint Laurent. Một chủ đề về hợp đồng của Rose Blackpink và hãng Saint Laurent thu hút sự chú ý của người dùng mạng. Rose từng tự nhận là đại sứ toàn cầu của Saint Laurent trong bài phỏng vấn trên Elle Korea số tháng 7 năm 2020. Cụ thể, khi được hỏi, bạn cảm thấy thế nào về mối quan hệ của mình với thương hiệu thời trang mang tính biểu tượng này? Giọng ca chính Blackpink trả lời, tôi vẫn không thể tin mình đã trở thành đại sứ toàn cầu đại diện cho thương hiệu Saint Laurent. Tôi nghĩ nó thật sự rất ngầu. Đây là một niềm vinh dự. Anthony Vaccarello cũng rất thân thiết với tôi. Tôi học hỏi được rất nhiều từ sự sáng tạo, chuyên nghiệp và sự nhân văn của anh ấy. Thật tuyệt khi được làm việc cùng với một người tuyệt vời như vậy. Nhiều tạp chí lớn khác khi biết về Rose cũng giới thiệu cô là đại sứ toàn cầu cho Saint Laurent. Thêm vào đó, Rose đã chụp nhiều bộ ảnh giới thiệu hoặc mặc sản phẩm của Saint Laurent và là khách mời danh dự trong show thời trang của hãng, được hãng tặng quà sang xịn mịn trong các dịp đặc biệt, nên fan cũng tin chắc rằng Rose là đại sứ thương hiệu của Saint Laurent. Tuy nhiên, gần đây có người lại nghi ngờ danh phận này của Rose khi chưa danh chính ngôn thuận. Bằng chứng là tài khoản mạng xã hội của Dior, Chanel hay Celine đều có ít nhất một lần thông báo rõ ràng rằng Rizzo, Jenny hay Lisa là gương mặt đại diện cho họ, nhưng Saint Laurent lại chưa làm điều tương tự với Rose. Chính vì điều này, người dùng mạng cho rằng chức danh của Rose khá đáng ngờ, thậm chí nhiều ý kiến khẳng định Rose chưa hề được chọn làm đại sứ toàn cầu, mà chỉ là người mẫu toàn cầu của chiến dịch Fall 2020 và cũng mới chỉ là nàng thơ mạng mỹ phẩm YSL Beauty. Các fan của Rose cũng bị chê cười khi đánh tráo khái niệm, khoe khoang một chức danh không có thực. Vogue UK gọi Rose là đại sứ, nhưng không hoàn toàn có từ global toàn cầu, mà chỉ là for a new era cho một kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, đây chỉ là nghi vấn của một bộ phận khán giả. Saint Laurent ưu ái cho Rose như thế nào thì ai cũng thấy. Thêm vào đó, khí chất sang trọng của Rose rất hợp với phong cách của nhà mốt. Chưa kể từ khi Rose tích cực quảng bá cho Saint Laurent, thì thương hiệu này ngày càng nổi tiếng ở châu Á. Những lần Rose diện đồ của Saint Laurent toát lên phong cách hiện đại, phóng khoáng nhưng không kém phần mạnh mẽ, phù hợp với chuẩn mực và vẻ đẹp hoàn hảo mà Saint Laurent hướng đến. Sự thân thiết giữa Rose và Saint Laurent đâu phải mới ngày 1, ngày 2, đôi bên thậm chí còn tùng thính qua lại từ lâu. Khi thì thương hiệu gửi quà tặng thể hiện sự o bé thấy rõ, khi thì mảnh ghép Blackpink diện đồ của nhà mốt lên bìa tạp chí. Đó là còn chưa kể, Rose nhiều lần thắp sáng Crystal sau những lần dự show Saint Laurent, chứng minh sức ảnh hưởng toàn cầu không đùa được. Nhờ đó mà fan tin rằng chuyện đó hồng Blackpink sẽ có một danh phận rõ ràng với thương hiệu thời trang đình đám chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thế nên fan tin chắc rằng Rose đúng là đại sứ thương hiệu của nhà mốt này, chỉ là Saint Laurent chưa chính thức lên tiếng. Thêm vào đó, từ khi thành lập đến nay, thương hiệu này vẫn chưa trao chức danh đại sứ thương hiệu toàn cầu cho ai cả. Rose tên thật là Park Jae-yong, sinh ngày 11 tháng 2 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Blackpink. Năm 2016, Rose debut với Blackpink trong vai trò hát chính và nhảy dẫn. Giọng hát của Rose lúc ra mắt đã được khán giả đánh giá là ngọt ngào, cảm xúc. Ngoại hình của Rose được chú ý nhiều hơn sau khi cô giảm cân. Ngoài vòng eo 45cm, Rose còn sở hữu gương mặt thanh tú và mái tóc bồng bềnh đẹp nhất K-pop Century.